Máy nén khí không dầu là một thiết bị vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trong đời sống của các hộ gia đình và cơ sở nha khoa. Với ưu điểm máy không mang lại tiếng ồn lớn và không có mùi hôi như các dòng máy chạy dây đai hay dòng máy chạy có dầu. Một trong những thương hiệu nổi tiếng ngày hôm nay mà Bảo Yến muốn giới thiệu tới các bạn đó là dòng máy nén khí Yubao với dung tích 9 lít. Ứng dụng trong công việc của dòng máy nén khí Yubao 9 lít này, máy sử dụng trong các tiệm rửa xe, dùng để bơm bánh xe, bánh đinh, bánh ốc vít, hay trong các xưởng gỗ như dùng để phun sơn, thổi các cái mảnh vụn trên các cái thanh gỗ. Máy có độ ồn nhỏ cho nên sẽ sử dụng phù hợp ở các cơ sở nha khoa và trong các ngành xây dựng, cơ sở di chuyển sản xuất vân vân rất nhiều. Máy với trọng lượng 15 kg kèm theo hai chân bánh xe sẽ giúp các bạn dễ dàng di chuyển và có thể mang vác lên ô tô một cách thuận tiện nhất. Trên thân bình sẽ được hiển thị một thông số kỹ thuật giúp các bạn dễ dàng quan sát. Vỏ bình được làm bằng chất liệu sắt kèm lớp sơn tĩnh điện, chống oxy hóa trong quá trình sử dụng lâu dài. Và bình được làm trên công nghệ hiện đại của Nhật Bản nên sẽ có độ bền bỉ cao và chất lượng tốt. Đầu máy không dầu được làm bằng thép chắc chắn với công suất 3/4 HP, 100% lõi đồng chính hãng, kèm 4 chân cao su chống rung lắc trong quá trình vận hành. Bên hông được trang bị thêm 2 cánh quạt tản nhiệt giúp máy không bị nóng và một bô e cách âm tốt. Phía dưới là phần để tụ điện, kèm theo là một bộ switch, rơ le tự động ngắt, khí sẽ được truyền tải xuống dây từ đầu bình xuống bình. Kèm theo là một cái van xả, những cái cảnh bã khi mà bình sử dụng lâu ngày. Bên hông được trang bị thêm tay cầm, dễ dàng di chuyển và một cái van xả khí với đuôi chuột dễ dàng kết nối với lò xo. Đồng hồ hiển thị áp lực của bình, khi bình đầy 8 kg sẽ tự động ngắt, về 2 kg sẽ tự động hồi. Dây được trang bị 1m2, có lớp cao su cách nhiệt tốt giúp an toàn trong quá trình sử dụng, kèm 2 chân cao su chống rung trong quá trình vận hành. Máy đăng khí đang có chế độ ưu đãi bảo hành lên tới 12 tháng và kèm nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn bà con trong suốt thời gian sử dụng. Còn dành gì nữa mà không sở hữu ngay một dòng máy nén khí Yubao 9 lít này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website để hiểu rõ hơn. Còn bây giờ Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.